gian lận xăng dầu ở Nghệ An, xăng nguyên chất chưa đến 50%. Có tới 11 trên 12 mẫu xăng của 7 doanh nghiệp vi phạm ở Nghệ An kém chất lượng, trong đó có 2 mẫu xăng nguyên chất chưa đến 50%. Liên quan đến vụ phát hiện một số doanh nghiệp ở Nghệ An bán 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng ra thị trường, sáng 24 tháng 10 trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cho biết, qua kiểm tra và phân tích, có tới 11 trên 12 mẫu xăng của 7 doanh nghiệp vi phạm ở Nghệ An kém chất lượng, chỉ số octan thấp. Chỉ số octan là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng. Kết quả trên là do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, số 2 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cung cấp. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngũ có 3 trên 4 mẫu vi phạm với chỉ số octan 70,7 trên 92, 46,0 trên 92 và 46,4 trên 92. Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 2 trên 2 mẫu vi phạm chỉ số octan 68 trên 92, 73,1 trên 92. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kỳ Phương vi phạm chỉ số octan 59,1 trên 92. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sáu Hằng vi phạm chỉ số octan 61,3 trên 92. Doanh nghiệp tư nhân Phùng Nga vi phạm chỉ số octan 70,8 trên 92. Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành vi phạm chỉ số octan 2 mẫu 71,3 trên 92 và 84,7 trên 92. Với kết quả trên, chỉ số octan của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Toàn Cầu chỉ 44,9 trên 92, nghĩa là xăng 92 nguyên chất chưa đến 50%. Trước đó, như phóng viên đã đưa tin, vào ngày 11 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ PC46, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Cục A71, Bộ Công an đã phá chuyên án 917XD. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang việc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngũ ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang đổ chất dung môi trong bồn xe chở xì tét mang biển kiểm soát 37C 7512 vào bồn xăng tại điểm kinh doanh bán xăng dầu cho khách hàng. Số chất dung môi trong xe bồn có dung tích 40.000 lít, được chở từ Cần Thơ về. Kiểm tra tại công ty Thanh Ngũ có 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa xăng, bể thứ nhất chứa 3.000 lít xăng A92, bể thứ hai chứa 7.000 lít xăng A92. Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp trên, thừa nhận bể chứa 7.000 lít xăng A92 đã được pha với chất dung môi theo tỷ lệ 50% xăng A92 cộng 50% chất dung môi cộng bột tạo màu loại xăng A92 kém chất lượng. Kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng, thu một bọt bột tạo màu cho xăng. Trần Văn Tuấn, con trai ông Trần Văn Kiên, chủ doanh nghiệp Kiên Lục, thừa nhận từ tháng 8 năm 2017 đến nay, doanh nghiệp đã mua 320.000 lít chất dung môi, trong đó doanh nghiệp này bán cho công ty Thanh Ngũ 160.000 lít. Phần còn lại Tuấn chỉ đạo pha với xăng A92 nguyên chất theo tỷ lệ 80% xăng A92 cộng 20% chất dung môi cộng bột màu ra loại xăng A92 kém chất lượng. Cũng theo lời khai của Tuấn, trước đây doanh nghiệp Kiên Lục bán 240.000 lít dung môi cho 2 cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương và Sáu Hằng ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Như vậy, với số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua từ Cần Thơ về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An để pha chế và đã xuất bán ra thị trường Nghệ An là hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng. Theo hóa đơn của công ty xăng dầu Mê Công thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Cần Thơ, chất dung môi có giá mỗi lít là 10.600 đồng, trong khi đó xăng A92 có giá 18.000 đồng một lít. Như vậy, hai công ty Thanh Ngũ và Kiên Lục đã thu một khoản lợi rất lớn từ việc bán xăng kém chất lượng. Theo phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được 8 loại lý mà hai công ty Thanh Ngũ và Kiên Lục bán lại xăng kém chất lượng, Đó là các đại lý cây xăng dầu Dũng Tuyết, cây xăng Quỳnh Thảo và Phùng Nga, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, cây xăng Huấn Thu, Nghĩa Lộc, thị xã Thái Hòa, cây xăng Hóa Chi và Quang Lĩnh, xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, cây xăng Phương Tứ, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, cây xăng Hòa Quang, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho bên công an xử lý theo quy định, ông Hà cho biết thêm.